chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Mình Anh Channel. Hôm nay thì em sẽ có một cái clip quay rất là nhanh hai thằng OLED của LG. Một con là 55B8 BTA và một con là 55B9 BTA. Hai cái mã này là OLED 4K Smart TV của LG. Dòng B8 là ra mắt năm 2018, còn đối với B9 là giới thiệu và được ra mắt năm 2019 các bác nhé. Về thiết kế thì nhìn tổng thể nó rất là giống nhau, không có khác gì nhau cả. Con B8 và B9 này thì nó là hiện tại là một trong những dòng TV có cái độ mỏng của màn hình mỏng nhất thế giới, khoảng 0.3 cm thôi. Hai thằng thì đều có độ phân giải 4K. Chất lượng hình ảnh trên OLED thì nó khá là tươi sáng với các cái công nghệ xử lý hình ảnh của con chip Alpha 7. Con B8 là Alpha 7 thế hệ 1, còn con B8 là Alpha 7 thế hệ 1, còn B9 là Alpha 7 thế hệ 2. Cùng bảo hành 25 tại nhà. Với cái mã B8 thì em có clip review chi tiết rồi. Thì con B9 tính năng giống như hạt, không có khác gì nhau cả. Đây là 55B9 BTA 4K 2019 OLED. Rất là mỏng. Chân đế thì cũng không có khác biệt nhiều so với cả B8 của 2018. Chân đế phay kim loại. Và cái thiết kế mặt lưng thì con B8 này các bạn nhìn này. B8 thì nó là mặt màu bạc, còn con B9 thì mặt lưng bóng, nó có một số thay đổi như vậy. Magic Remote thì giống nhau, không khác gì nhau cả. Tuy nhiên các bác phải lưu ý là điều khiển Magic Remote của 2019 thì chỉ sử dụng được TV của 2019 thôi. Còn đối với Magic Remote của 2019 thì sẽ không sử dụng được cho các dòng TV của 2018. Các bác chỉ sử dụng các chức năng cơ bản tắt bật di chuyển. Còn đối với con trỏ bay trên màn hình hoặc là tính năng tìm kiếm giọng nói thì sẽ không sử dụng được các bác nhé. Em đã có clip quay review chi tiết hai cái điều khiển của 2019 và 2018 để các bác xem rồi. Để các bác cần hỗ trợ, các bác để lại bình luận em sẽ hỗ trợ các bác. Đấy, các bác nhìn này, đây là cái kệ trưng bày của LG rất là độc đáo. Hai thằng B8 và B9 được đặt quay lưng vào nhau và đặt trên cái kệ xoay. Đấy, khi khách hàng đi qua thì nó tạo điểm nhấn khiến cái sự hút ai cũng phải dừng lại để nhìn hai cái mã hàng này. Đều là dòng AI Zenqi, đều sử dụng Magic Remote thông minh như em đã giới thiệu rồi. Đấy, các bác có thể tham khảo. Con B9 thì giá đắt, nó cũng rơi vào khoảng tầm 40 triệu. Còn con B8 thì giá có tầm khoảng 25 triệu thôi. Đấy, thì các bác có thể để lại bình luận hoặc liên hệ để có thể được hỗ trợ mua hàng các bác nhé. Đấy, em quay rất là nhanh hai thằng này. Đây. Các bác nhìn, nó rất là mỏng, siêu mỏng luôn. Thiết kế không khác gì nhau cả.